bộ công chức viên chức và đảng viên trên địa bàn thành phố Bà Rịa vừa tham gia hội nghị học tập quán triệt, tuyên truyền, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13 và các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị do Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 11 điểm cầu xã phường trên địa bàn thành phố. Cán bộ đảng viên thành phố Bà Rịa được quán triệt các nội dung của nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028, quyết định số 182 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án Hội nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030. Các đại biểu còn được quán triệt kế hoạch số 314 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội nông dân Việt Nam và một số nội dung nghị quyết số 56, chỉ thị số 29 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển ngành cơ yếu Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 và công tác phổ cập giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn, đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.